Ngày 15 tháng 7 năm 1950, Bác Hồ ra chỉ thị thành lập Thanh niên Xung phong Việt Nam. Cùng với cả nước, trên 2 vạn thanh niên Thanh Hóa tham gia mở đường tiếp viện lên Tây Bắc, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Khi đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh niên Xung phong Thanh Hóa lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Khi đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc nhằm cắt đứt con đường chi viện của hậu phương cho chiến trường miền Nam, giặc Mỹ ngày đêm dùng không quân, hải quân điên cuồng đánh phá các trọng điểm giao thông quan trọng. Thanh niên Xung phong Thanh Hóa có mặt ở khắp mọi nơi ác liệt nhất như Đò Lèn, Hàm Rồng, Bến Phà Ghép, Cầu Hang, Cầu Hổ và các tuyến đường phía Tây Thanh Hóa sang đất bạn Lào, xẻ dọc Trường Sơn để mở đường ra tiền tuyến với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trong suốt gần 10 năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Thanh Hóa có gần 5 vạn người tham gia lực lượng thanh niên xung phong. Họ bám trụ tại các trọng điểm ác liệt, cùng cả nước chung sức đánh thắng kẻ thù xâm lược. Trong 2 cuộc trường chinh cứu nước, trên 9 vạn thanh niên xung phong Thanh Hóa hòa vào lực lượng thanh niên xung phong cả nước, làm nên những kỳ tích to lớn, góp một phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Khi đất nước hòa bình, hàng vạn thanh niên xung phong Thanh Hóa trở về với hậu phương. Đa số họ đều mang trên mình vết thương chiến tranh. Nhưng với truyền thống của người lính Cụ Hồ, họ đã vượt lên tất cả, tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thanh Hóa luôn tổ chức tuyên truyền, động viên các cựu thanh niên xung phong trong tỉnh thi đua lao động sản xuất giỏi. Nhiều cấp huyện hội như thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hà Trung, Hoàng Hóa, Tĩnh Gia, Quảng Xương, Triệu Sơn, Thường Xuân, Bá Thước, Lăng Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy đã có nhiều tấm gương lao động sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp chính quyền địa phương biểu dương khen ngợi. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của tỉnh hội, sự động viên của huyện hội, đặc biệt là sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cơ sở, đã tạo điều kiện hỗ trợ về chính sách, vốn và khoa học kỹ thuật để các hộ gia đình tổ chức phát triển kinh tế. Theo báo cáo tổng hợp, hiện nay có trên 500 hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung phong làm kinh tế giỏi, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng năm thu nhập hàng trăm triệu đồng như doanh nghiệp Cựu Thanh niên Xung phong Phạm Trung Thành, xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn, Trịnh Văn Toàn, huyện Nông Cống, Nguyễn Thị Côi, Phạm Thị Thanh, huyện Cẩm Thủy, Nguyễn Thị Lặng, Nguyễn Văn Điện, huyện Đông Sơn, Vũ Thị Níp, Hậu Lộc, Nguyễn Văn Chế, Nguyễn Văn Nguyên ở thị xã Nghi Sơn, Nguyễn Khắc Tuấn, Nguyễn Thị Việt, Nguyễn Trọng Bình, thành phố Thanh Hóa. Trong nhiều năm qua, số lượng hội viên sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng tăng, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhưng nhìn chung, phong trào hoạt động của câu lạc bộ Cựu Thanh niên Xung phong sản xuất kinh doanh giỏi trong toàn tỉnh chưa tập hợp thành một lực lượng thống nhất mạnh mẽ. Thực hiện nghị quyết đại hội Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2028 về xây dựng mô hình Cựu Thanh niên Xung phong làm kinh tế giỏi ở các cấp huyện thị trong tỉnh. Xây dựng câu lạc bộ Cựu Thanh niên Xung phong sản xuất kinh doanh giỏi, từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh hội đã lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường các đồng chí trong thường trực hội xuống cơ sở, kiểm tra đôn đốc và động viên các hộ gia đình tham gia làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tập hợp thông tin, xây dựng kế hoạch cho việc tổ chức câu lạc bộ Thanh niên Xung phong kinh doanh sản xuất giỏi. Qua quá trình vận động, đến nay đã có 60 cựu thanh niên xung phong sản xuất giỏi ở 27 huyện thị thành phố đăng ký tham gia câu lạc bộ. Mô hình sản xuất công nghệ cao của cựu thanh niên xung phong Phạm Trung Thành ở xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn là một điển hình. Khi về hưu từ hai bàn tay trắng, với trí tuệ và bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, ông đã cùng vợ con khai phá, đầu tư, mở mang sản xuất với diện tích trên 2 hectare đất nông nghiệp để mở trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản, tìm tòi học hỏi, nâng cao trình độ khoa học trồng dưa trong nhà lưới. Hàng năm, gia đình ông thu nhập trên 1 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn chục lao động địa phương là con em cựu thanh niên xung phong có thu nhập ổn định từ 7 triệu đồng trở lên trên một tháng. Năm 1987 thì tôi được về hưu.
Hiện giờ còn về mở trang trại đầu tiên là chăn nuôi lợn. Tôi chăn nuôi một năm là 2.400 con lợn. Cứ một năm ấy thì cái thặng dư của lợn thì rất là cứ phải hàng tỷ trở lại. Nhưng để còn dưa, cái mô hình này như cái xã này là đầu tiên tôi làm đầu tiên này. Tất cả trang trại đều có hơn 2 hecta thôi này. Hàng năm nếu như là thặng dư ra là có phải tiền tỷ. Sau bà con đã đến vùng đây người ta và dễ thôi học theo bác Thành là làm bây giờ là thu hoạch cũng tốt. Nhưng bây giờ nó làm nhiều thì giá thành nó thấp đi. Đối với doanh nghiệp xây dựng của cựu thanh niên xung phong Vũ Văn Thỏa, xã Hà Tân, huyện Hà Trung là một điển hình vượt khó làm giàu. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và nguồn vốn của gia đình, ông đã đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm máy móc thiết bị phục vụ cho xưởng xẻ đá thành phẩm. Đá xẻ của gia đình ông luôn được khách hàng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Chính vì vậy, lợi nhuận mỗi năm đạt từ 400 đến 500 triệu đồng, ổn định đời sống và tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương là con em cựu thanh niên xung phong, có việc làm và thu nhập ổn định. Với diện tích trên 2 hecta đất đồng chiêm trũng, nhưng nhờ có bản lĩnh và ý chí làm giàu, cựu thanh niên xung phong Trịnh Văn Toàn, xã Trường Minh, huyện Nông Cống đã cải tạo đất trồng lúa năng suất thấp, đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng cây ăn quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút hàng chục lao động mùa vụ với mức lương hàng tháng từ 7 đến 8 triệu đồng trên một người. Nhờ vậy, hàng năm, gia đình ông thu lợi trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Sau khi mà nhận thầu cái đám đất này, để khai hoang mà để làm một cái khu trang trại nó bền vững, thì được sự giúp đỡ của địa phương, xã, huyện, rồi các đoàn thể, mà nhất là cái hội cựu thanh niên xung phong. Đó là người thanh niên xung phong được cái sự quan tâm này, thì tương lai của tôi thì ở đây, như bây giờ làm này, nhưng mà tương lai chuyển làm sinh thái nông nghiệp này. Mà lý tưởng là của tôi là chứ làm cho quê hương nó chưa giàu nhưng nó đẹp. Ở vùng đất chiêm trũng Hà Trung, mọi người được biết đến mô hình chăn nuôi và chế biến ốc thương phẩm của cơ sở chế biến Hiệp Thu, một mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của cựu thanh niên xung phong Mai Thị Tư, xã Hà Vinh, huyện Hà Trung. Với 1 hecta đất trồng lúa, bà đã cải tạo xây dựng thành khu nuôi ốc và chế biến ốc thương phẩm, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động nông thôn. Sản phẩm ốc thương phẩm được chế biến với quy trình khép kín từ khâu nuôi đến chế biến và tiêu thụ. Sản phẩm ốc nhồi ống nứa được tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh, mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng từ ốc giống và ốc thương phẩm. Nhưng mà chúng tôi có cái công ty cơ hội là được đảng chính quyền địa phương tạo điều kiện cho con được các cháu của thanh niên phong là tham gia phát triển kinh tế. Chúng tôi là con cháu làm nào xây dựng ngoài cái mô hình của công nghiệp ra, tiếp tục xây dựng nhiều cái mô hình như trong hiệp, chúng tôi có những trang trại nuôi cá, nuôi gia cầm, trồng mía. Mục tiêu phấn đấu của thanh niên xung phong tôi là thúc đẩy cùng đảng bộ xã mình là phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn. Từ chiến trường trở về, chị Nguyễn Thị Lặng ở xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn được sự quan tâm giúp đỡ của chi hội cơ sở. Với tư duy đổi mới, chị đã cùng chồng tập trung đất đai, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia cầm, gia súc. Với tinh thần không chịu đói nghèo, anh chị tham gia các chương trình tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất giỏi trong và ngoài tỉnh để áp dụng trên diện tích vườn nhà. Với kinh nghiệm chăn nuôi và trồng cây ăn trái, hàng năm gia đình chị thu được lợi nhuận từ 150 đến 200 triệu đồng từ chăn nuôi gà ngan ngỗng, sản xuất ốc giống và nuôi ốc thương phẩm phục vụ thị trường trong tỉnh. Kinh tế gia đình ngày càng phát triển, anh chị luôn ủng hộ các chương trình xã hội do các tổ chức cơ quan đoàn thể phát động. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thanh niên xung phong về thì chồng tôi cũng là cựu chiến binh, thì hai vợ chồng tham gia các phong trào và cũng nắm bắt được cái cơ hội là trồng cây và nuôi các con giống. Nói chung là thu nhập thì một năm thì chúng tôi cũng thu nhập được khoảng 100 đến 150 triệu. Rồi để lấy cái tiền đó trang trải trong cuộc sống. Mô hình kinh doanh gia công may mặc của hai vợ chồng cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Điện và Lê Thị Hoa, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn luôn được đánh giá cao. Với số vốn ban đầu từ vài trăm triệu đồng rồi đến hàng tỷ đồng, anh chị đã xây dựng một xưởng may gia công quần áo cho các đối tác nước ngoài. Do đầu tư máy móc tân tiến, đội ngũ công nhân có tay nghề cao, quy trình kỹ thuật khép kín, nên sản phẩm làm ra luôn đạt chất lượng cao, được khách hàng đón nhận. Hàng năm, thu lợi từ 500 triệu đồng trở lên.
Đặc biệt là tạo công ăn việc làm thường xuyên cho từ 70 đến 80 lao động là con em các gia đình chính sách trên địa bàn, giúp họ có công ăn việc làm và ổn định thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng một tháng trên một công nhân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ về quê, ông bà tích góp mở một cái xưởng may, làm may mặc hàng xuất khẩu. Hiện nay là tìm công ăn việc làm cho những người xung quanh xã, xung quanh làng. Trong tháng, tức là mỗi một công nhân từ 7 đến 8 triệu. Trong nhiều năm qua, thực hiện nghị quyết của Đại hội Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội cựu thanh niên xung phong Thanh Hóa luôn bám sát, động viên các hội cơ sở tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Chi hội xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương là một trong những chi hội đang phát huy tốt vai trò của cấp ủy hội ở địa phương. Mô hình xây dựng quỹ hội giúp đỡ hội viên kinh doanh sản xuất giỏi, làm đòn bẩy kinh tế, nhân rộng điển hình kinh doanh sản xuất trong xã, trở thành phong trào rộng lớn. Toàn xã có nhiều hộ cựu thanh niên xung phong sản xuất giỏi, chủ yếu các ngành nghề trồng cói, dệt chiếu, chăn nuôi gia súc gia cầm và thương mại, tạo công ăn việc làm cho nhiều con em các gia đình chính sách trong xã, trong đó có con em cựu thanh niên xung phong địa phương. Mô hình phát triển, xây dựng kinh tế cộng đồng ở chi hội cựu thanh niên xung phong xã Quảng Văn được các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp khen thưởng. Đối với đơn vị thanh niên xung phong xã Quảng Văn là ban thường vụ thời đầu tiên cho hội viên tích cực tham gia các phong trào làm kinh tế giỏi. Cụ thể như hàng năm thì bình quân là thu hoạch từ 100 triệu đồng trở lên đến 200 triệu. Ngoài các mô hình dẹp chiếu, chi hội chúng tôi ra còn trong phong trào của văn còn nhiều cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi như trồng cây ao cá rồi làm vườn mẫu cây cảnh chăn nuôi dê như đồng chí gia đình sinh viên đi hướng là một năm thu hoạch cũng được vài trăm triệu trong năm. Trong cái nghị quyết của khóa 4 nhiệm kỳ 2021-2026, tập thể ban thường vụ ban chấp hành hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã tập trung tổ chức chỉ đạo các phong trào về xây dựng các mô hình cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh sản xuất kinh doanh giỏi. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có gần 500 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó là có 70 là cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 150 triệu đồng một năm trở lên, và các cái mô hình được tập trung ở các huyện như Nông Cống, Hậu Lộc, Quảng Xương, thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, Vĩnh Long, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Hà Trung và Nga Sơn và một số huyện khác. Trong thời gian vừa qua, công tác phong trào hội đạt được kết quả như trên là có sự giúp đỡ, tạo điều kiện và chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể để chung tay chung sức là xây dựng phong trào hội cùng với cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và xây dựng nông thôn mới được phát triển. Thực hiện nghị quyết của Đại hội Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban chấp hành tỉnh hội đã đề ra phương hướng tổ chức xây dựng phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong lực lượng cựu thanh niên xung phong. Các chi hội cơ sở đều có cựu thanh niên xung phong đăng ký tham gia câu lạc bộ. Trong đó, có hai huyện Hậu Lộc và Nông Cống đã thành lập câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Nhiều mô hình sản xuất đa ngành nghề của các cựu thanh niên xung phong trong toàn tỉnh đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Trong đó, có con em gia đình chính sách, góp phần ổn định đời sống của các cựu thanh niên xung phong ở địa phương. Những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của cựu thanh niên xung phong đang là tấm gương phản chiếu về nghị lực phi thường của thanh niên xung phong Việt Nam và trở thành động lực lan tỏa rộng rãi trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19.